Đầu tiên là chế độ auto, tức là chế độ tự động. Và nghe chữ auto là hiểu rồi, chúng ta không cần phải làm gì hết, máy nó sẽ tự động điều chỉnh hết vì nó có cái cảm biến kép ở phía sau. Với một cảm biến dùng để phát hiện bụi PM2.5 và một cảm biến dùng để phát hiện các chất ô nhiễm như khói thuốc, chất tẩy rửa, sơn tường, vân vân. Với tình trạng ô nhiễm hiện nay thì ở nhà chưa chắc là an toàn. Cho nên là việc đầu tư một chiếc máy lọc không khí chắc chắn là điều cần thiết để giảm thiểu công việc cho lá phổi. Và hơn nữa là chính chúng ta cũng có bầu không khí trong lành. Nói tới đây là chắc chắn các bạn biết ngày hôm nay Hân review cái gì rồi. Đây chính là chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu MyDeep. Máy lọc không khí này lấy màu trắng làm chủ đạo, cho nên sẽ không kén phối nội thất, vẫn có giá trị làm đồ trang trí. Máy là khối trụ hình chữ nhật nhỏ gọn nhưng mà sẽ hơi nặng với các chị em nếu rinh nó để di chuyển. Mà khiêng chứ chất cực vậy, ở dưới đó có bánh xe mà, kéo một cái là đi à. Toàn bộ vỏ ngoài của máy đều là bằng nhựa. Chất nhựa này sờ vào trơn láng, cho nên dù là màu trắng nhưng Hân thấy là cũng dễ dàng vệ sinh. Và thêm nữa là nó không bám vân tay, rất dễ dàng để bạn nhìn thấy, bạn điều khiển được đặt ngay ở đầu máy. Và hơn nữa là chiều cao này là rất là thuận tiện, chúng ta khi bấm á, đứng nó không phải khom lưng quá nhiều. Và tiếp theo là màn hình hiển thị nè, được đặt ngay ở phía dưới bàn điều khiển và rất là tiện lợi để chúng ta nhìn từ xa. Nhưng mà nếu như chúng ta vừa bấm mà vừa nhìn á thì nó hơi khó khăn một tí. Và bảng điều khiển này cùng với đó là hiển thị ba cái nội dung chính mà chúng ta cần lưu ý. Đó là tuổi thọ của bộ lọc, đèn báo chất lượng không khí, chỉ số bụi PM2.5 và đèn báo chất lượng VOC. Trở lại bảng điều khiển, chúng ta có các nút nhấn cảm ứng với ngôn ngữ là tiếng Anh. Khi nhấn á thì phản ứng rất nhạy và phát ra tiếng tinh tinh. Và từ bảng điều khiển á, chúng ta thấy là nó sẽ có 3 tốc độ lọc, đó là thấp, trung bình và cao. Cùng với đó là 3 chế độ để chúng ta lựa chọn. Đầu tiên là chế độ auto, tức là chế độ tự động. Và nghe chữ auto là hiểu rồi, chúng ta không cần phải làm gì hết, máy nó sẽ tự động điều chỉnh hết vì nó có cái cảm biến kép ở phía sau. Với một cảm biến dùng để phát hiện bụi PM2.5 và một cảm biến dùng để phát hiện các chất ô nhiễm như khói thuốc, chất tẩy rửa, sơn tường, vân vân. Hai cảm biến này đều có liên kết với hai đèn báo trên màn hình. Nó cảm nhận tình trạng không khí như thế nào thì sẽ hiển thị bằng màu sắc tương ứng cho bạn biết. Và nếu ở chế độ auto thì sau khi nhận kết quả cảm biến, nó sẽ tự động đưa ra tốc độ lọc phù hợp mà không cần bạn phải chỉnh. Còn nếu trong trường hợp mà nhà bạn quá là bụi và ô nhiễm đi thì lúc này chế độ turbo là ưu tiên. Thì lúc đó bạn sẽ thấy là máy nó sẽ lọc liên tục và cực mạnh luôn để lọc không khí tối đa. Đặc trường hợp là máy báo đỏ, tức là rất ô nhiễm rồi, thì cũng chỉ tầm 5 đến 10 phút là máy đã lọc sạch không khí với chế độ này. Có mạnh thì phải có nhẹ đúng không? Đặc biệt nhất á, là trong lúc chúng ta đi ngủ hay là cần nghỉ ngơi. Thế nên chúng ta sẽ chọn chế độ sleep. Máy hoạt động ở chế độ này vô cùng êm ái, lọc nhẹ nhàng để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự nghỉ ngơi của bạn. Và chiếc máy lọc không khí này nó cũng có chức năng hẹn giờ để tắt, nhưng khác ở chỗ á, là thời gian của nó khá là dài. Ở những chiếc máy lọc không khí khác á, thì tối đa nó khoảng 24 tiếng thôi. Nhưng cái máy này lên đến 72 tiếng lận, tức là 3 ngày. Nhưng mà nó không cho phép chúng ta tự điều chỉnh mốc thời gian mong muốn, mà nó đưa ra mức cụ thể luôn, mà cũng khá là dài nha. 12 tiếng, 24 tiếng, 36 tiếng, 72 tiếng. Nó tương đương là nửa ngày, một ngày, ngày rưỡi với 3 ngày luôn. Nhưng thực tế thì cũng không quan trọng lắm. Tại vì cái chuyện mà chọn giờ để tắt á, nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến máy lọc không khí. Nhưng mà chúng ta thường xuyên quan tâm nhất là cái chuyện có hao điện hay không, thì tí hồi Hân sẽ chia sẻ sau. Tiếp đến là cái nút PM2.5. Cái nút này ngoài chức năng là nó sẽ set lại cái tuổi thọ hai bộ lọc, thì nó có thêm một chức năng nữa, đó là khi mà máy đang ở chế độ nghỉ, tức là tắt nguồn á, mà điện vẫn còn cắm, thì chúng ta nhấn vào. Lúc này á, cái chỉ số hiển thị PM2.5 nó sẽ hiện lên. Nếu như ô nhiễm quá thì chúng ta chủ động lọc luôn ha. Và tiếp đến nữa là các bạn thấy nha, cái máy này nó không quá cao, cho nên là nó sẽ rơi vào tầm kiểm soát và tầm quậy phá của mấy đứa trẻ tầm 3-4 tuổi. Các bạn thấy là nhấn tùm lum hết đó. Cho nên để tránh cái trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng chức năng khóa trẻ em bằng cách là chúng ta nhấn đồng thời nút tốc độ và nút chế độ đó, thì lúc này là máy nó sẽ khóa lại. Cho nên là khi chúng ta set xong để lọc rồi, chúng ta nhấn giữ nút này cho an toàn cho cú. Có một điều rất ấn tượng, các bạn thấy ha, máy tuy rất nhỏ nhưng mà phạm vi lọc rất lớn, từ 38 cho đến 66 m². Đó là thông tin từ hãng. Để có được điều này, do chiếc máy này nó có đến hai mặt hút khí, bên đây một cái, bên kia một cái, 1+1=2. Đồng nghĩa với việc máy trang bị gấp đôi bộ lọc với hai bộ lọc sơ cấp và hai bộ lọc HEPA chia đều cho hai bên. Riêng bộ lọc HEPA cấu tạo từ các lớp lọc là PES, than hoạt tính, HEPA 13, màng ni lông bảo vệ. Cách lấy hai bộ lọc này cũng rất đơn giản, cho nên là các bạn cũng lưu ý đến tuổi thọ của nó để chúng ta thay thế nha. Khi các bạn thấy ở cái bạch tuổi thọ nè, nó báo đỏ và có cái chữ clean, tức là làm sạch ở bộ lọc thô, thì lúc đó chúng ta nhớ lấy ra, chúng ta hút bụi và lau bằng vải. Nhưng mà với bộ lọc HEPA thì nó khác, tức là tới một thời điểm nào đó bắt buộc chúng ta phải thay.
Nhớ là sau khi vệ sinh hay là thay bộ lọc xong á thì chúng ta nhớ nhấn giữ cái nút PM2.5 trong 3 giây để máy xét lại tuổi thọ. Rồi, để coi là với những trang bị này thì máy sẽ hoạt động ra sao. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng test cảm biến của nó trước. Hưng sẽ dùng nhang để tạo khói và mùi xung quanh cảm biến. Các bạn chú ý quan sát hai đèn báo bắt đầu đổi màu và chỉ số PM2.5 cũng tăng theo. Trường hợp nếu khoảng cách khói ở xa thì máy cũng bắt được luôn. Có điều nếu ở ngay hướng cửa hút gió thì máy sẽ cảm nhận tốt hơn. Về độ ồn thì Hưng có kiểm chứng trong lúc cho máy hoạt động ở tốc độ cao nhất. Các bạn có thể tham khảo độ ảnh hưởng của nó qua kết quả Hưng vừa ghi nhận. Ngoài ra, như đã hứa thì đây là kết quả đo điện nếu cho máy hoạt động ô tô trong 8 tiếng liên tục. Đặt trường hợp nếu mỗi ngày chúng ta đều lọc á thì đây là tiền điện chúng ta tiêu tốn trong một tháng. Và đó là tất cả những cảm nhận của Hưng về chiếc máy lọc không khí này của MyDear. Theo như phạm vi lọc và kiểu dáng á thì Hưng thấy là nó khá phù hợp với những ai đang ở chung cư. Còn nhà mặt phố thì nó sẽ phù hợp trong một số phòng thôi, ví dụ như phòng ngủ nè, rồi phòng khách cũng được. Giá của nó Hưng sẽ cập nhật ở phần mô tả. Và bạn đánh giá như thế nào về chiếc máy lọc không khí này của MyDear thì cứ thoải mái comment phía dưới cho Hưng biết. Còn nếu như thấy clip này hay và bổ ích đó, thì nhớ cho Hưng và ekip một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.